Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 500 cái token XBNCH. Thì cái dự án này nó sẽ phân phối cho 1.000 người chiến thắng ngẫu nhiên nhé, tức là random tự chọn đấy. Hiện nay thì tất cả các chương trình airdrop nó đều là random hết, nên là sẽ có những người trúng và có những người không. Nếu ai mà may mắn trúng thì sẽ là rất vui mừng, còn không thì mọi người cũng đừng buồn nhé, bởi vì là không trúng kèo này thì ta sẽ trúng kèo khác, bởi vì sao nó cũng là những cái kèo miễn phí mà. Rồi ok, để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot, tiếp theo bấm chọn start để bắt đầu. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì mọi người sẽ follow Twitter của nó này, mọi người sẽ bấm chọn theo dõi cho mình nhé, sau đó quay trở lại rồi tiếp vào kênh thứ hai của nó, rồi mở lên và mọi người tiếp tục bấm chọn theo dõi, rồi sau đó quay trở lại rồi vào kênh, tiếp tục là mọi người sẽ retweet lại cái bài đăng này của nó, rồi bấm vào chữ retweet này, sau đó thì mọi người kéo lên chọn like và retweet nhé, rồi quay trở lại bot này, rồi tiếp vào kênh liên kết này, thì ai chưa join thì mọi người sẽ join vào đây nhé. Và quay trở lại này, bấm chọn retweet bài đăng ở trong kênh liên kết, bấm vào chữ tweet cho mình. Rồi mọi người sẽ kéo lên chọn like này, sau đó là chọn trích dẫn tweet cho mình. Ở đây thì mọi người sẽ tag cái tên của nó vào nhé. Ok, chọn tweet lại này. Rồi sau đó quay trở lại, rồi join tiếp vào cái kênh liên kết của nó. Mọi người chọn join và quay trở lại, sau đó join vào kênh YouTube này. Rồi mọi người sẽ chọn đăng ký và bật quả chuông lên cho mình. Tiếp theo thì mọi người sẽ quay trở lại, rồi vào nhóm Share Financial này, chọn rồi này, quay trở lại, rồi tiếp vào nhóm Mark Venture này, rồi này, rồi sau đó quay trở lại, tiếp tục rồi tiếp vào group này, rồi này, quay trở lại và rồi vào tiếp một nhóm nữa. Rồi sau đó thì mọi người chờ nó sẽ nhảy lên cái dòng chữ Very cộng Join Now nhé. Mọi người bấm vào đây cho mình. Ok, chọn Join này và sau đó quay trở lại. Rồi sau đó bấm chọn Check. Ok, ở đây thì mọi người sẽ chọn Join Airdrop. Rồi chọn Submit. Chọn Don. Và nhập profile link Twitter. Mọi người sẽ copy cái đường link này, dán vào đây. Xóa cái username đi. Nhập username của mình vào. Rồi sau đó là nhập địa chỉ ví Matic Polygon, thì mọi người sẽ lấy địa chỉ ví Matic Polygon này ở trên Chert Wallet hoặc là trên MetaMask nhé. Thì ở đây thì mình sẽ lấy ở trên MetaMask. Những ai mà chưa tích hợp cái mạng Matic Polygon ở trên ví MetaMask thì có thể tham khảo các video hướng dẫn tích hợp mạng ở trên YouTube nhé. Thì ở đó thì mọi người sẽ hướng dẫn cái cách tích hợp mạng cũng như là có những cái thông số ad mạng nhé. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ vào ví MetaMask của mình, vì ví MetaMask của mình đã tích hợp cái mạng Matic này rồi. Rồi mọi người sẽ sao chép địa chỉ ví cho mình này, sau đó quay trở lại và dán địa chỉ ví vào đây. Rồi sau đó chọn Don này, tiếp tục là nhập cái đường link retweet ở trong cái kênh liên kết của nó nhé. Mọi người sẽ quay trở lại Twitter cho mình. Rồi, ok, để mình sẽ vào lại Twitter nhé, sẽ vào lại từ đầu. Thì mọi người bấm vào cái ảnh đại diện này nhé, chọn hồ sơ này, rồi sau đó thì cái bài đăng mà mình đã retweet ở ngay đầu tiên đây, mọi người sẽ chọn chia sẻ, chọn sao chép và quay trở lại, dán nó vào. Rồi sau đó là sẽ chia sẻ cái video gần nhất của kênh YouTube của nó nhé. Mọi người bấm vào chữ lát video cho mình. Rồi mọi người sẽ chọn like và chọn chia sẻ. Thì mọi người sẽ chia sẻ lên Twitter này. Chọn đăng tweet này. Ok. Sau đó thì sẽ quay trở về trang chính của YouTube. Thì mọi người sẽ bấm vào cái hình đại diện của kênh YouTube nhé.
Mọi người sẽ bấm vào cái ảnh đại diện của kênh YouTube này. Đó. Sau đó chọn mục kênh nhé. Thì ở đây thì mọi người sẽ sao chép cái đường dẫn đến kênh YouTube. Ok, quay trở lại này. Dán nó vào. Rồi, sau đó chọn balance kiểm tra số dư. Ok. Và chọn withdraw này, kiểm tra ngày này. Thì ngày phân phối của nó sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng giêng. Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.